nướng dâng lên trên ngọn lửa hung tàn. Bụi con nhỏ xuống dưới hầm tai vạ. Năm 1981, để tránh sự truy lùng của thực dân Pháp đàn áp cuộc khởi nghĩa của nông dân miền Tây Nam Bộ, một thủ lĩnh nghĩa quân Giang Thành này thuộc tỉnh Kiên Giang là ông Lê Văn Mưu quyết định vượt biển ra vùng hoang đảo Long Sơn lánh nạn. Từ đây họ khai hoang lập ấp với nghề chính là làm muối và đánh bắt hải sản. Do công việc những ngày đầu đầy gian khổ nên ông Lê Văn Mưu và cộng sự thường để lưng trần đi chân đất tóc búi cao để lao động nhằm mang lại sung túc cho dân làng. Ta cho xây dựng nhà phố để cho các con phiêu bạt không có chốn nương tựa, được ở lại làm ăn. Đến khi nào mà các con khá giả thì nhường lại cho người khác, dân chúng còn đói khổ lầm than. Ngoài ra, ông cho xây dựng trường học để dạy chữ, xây dựng chợ, ngân hàng nhằm phục vụ dân chúng. Từ đó, người dân vì quý mến mà gọi là ông Trần. À, vừa tới cổng là chỉ đang đứng bán bên phải luôn nha các bạn. Đây mình sẽ dùng thử các bạn nha. Ngon quá, vừa ăn luôn các bạn ơi. Quá vừa ăn luôn. Rồi có xài chín luôn à. Đó. Này đi ngay dịp mùa xài chín đúng không? Mắm ruốc đây, em sợ bụi. Còn đây mắm ruốc, ôi ngon quá ha. Ngon quá các bạn ơi. Mắm ruốc này về cái này chị thử chưa? Chưa ăn nguyên chất. Vậy hả? Ngon. Nguyên chất nè. Nhà mình xào xả ớt. Đây cái nào các bạn? Xào bụi đậy lại. Quá kỹ luôn. Quá ngon luôn các bạn ơi. Này mà mua về cơ. Nghe mùi không? Thơm, mùi rất là thơm. Thơm. Này mà khử nghe nữa là thơm dữ lắm luôn. Cái này mà mua về các bạn có một trái xài chua. Đó, có xài chua kế bên luôn phải không? Đó. Cái các bạn chấm rồi ăn một cái là nhức nách luôn á. Là Long Sơn là con ruốc, chứ con ruốc là đặc sản của Long Sơn. Còn cha thì ở Thanh Linh về. Chị bán ở đây được bao nhiêu năm rồi? Dạ, em bán được 5 năm rồi anh. 5 năm hả? Dạ. Này ruốc này vừa ăn quá nè. Quá ngon rồi các bạn ơi. Rồi em chúc chị mua may bán đắt nghe. Cô chú anh chị em có đi nhà lớn Long Sơn nhớ ghé ủng hộ chị nha. Vừa quẹo tới cổng là chị bán bên tay phải á. Rồi chúc chị mua may bán đắt. Rồi cảm ơn nha. Dạ. Đủ món đặc sản nha các bạn. Rất là ngon các bạn. Có một số người bán ở đây nhiều món đặc sản rút nhiều quá các bạn. Đây các hấp dẫn các bạn ơi. Nhà lớn Long Sơn. Chị em mời chị nè chị. Sao còn biết nữa. Trời ơi, hai ba cái đồ nghề đúng không ạ? Em là chìm cái đó. Thấy không? Đây nhìn lên kiếm mấy người đẹp. Đâu? Đây. Em đẹp là em. Cây cây này cây gì đẹp quá ta. Đẹp chưa? Nè, thấy đẹp không? Đây thì mình đi vô luôn đi. Đi vô. Vô đây mát lắm. Ủa sao nãy không đi chánh điện? Sao sao ngồi ngoài này rồi? Ngồi cho mát phải không? Không biết cây gì luôn nữa.
Đây mấy chị em vô đây ngồi dùng nước này các bạn. Đó. Uống trà mất gừng. Mình tới đây được là hình như cũng 3-4 lần đó các bạn, nhưng mà lần này mình mới chia sẻ cho các bạn xem nè. Mời cả nhà ăn mứt chuối. 0.77 mứt chuối hả? 21 gừng chuối. Mứt chuối gừng luôn. Mứt chuối gừng nè, 22.15. Nè tí, em của em là mời cả nhà. Rồi mời cả nhà nha. Thôi chị Nga review luôn đi. Có là chị chiều cơm rồi. Mời rồi nha. Nhà lớn Long Sơn sĩ tích á, cái tên cái liễu luôn ai không có loại đó thôi. Đó là cái chùa nào mà muốn lên có mấy cô nào cô nghèo gỗ sao mình vô nhà lớn không? Nhà ông có 4 mẫu rồi. Làm giàu đó ha. Không có giàu nhưng mà nó nhiều. Dạ hôm đó thì quê ông ở Kiên Giang, Hà Tiên. Ông mới xuống nước thuyền, ông về đây hồi 1900. Thì ông về ông đây lao động rồi 10 năm. Thì 1910 ông mới sở xây bên trong ngôi đền thờ. Dạ. Rồi hoàn chỉnh hết ông mới xây cái nhà dài này. Rồi bên kia ông xây cái nhà hội để cho làng hội họp. Rồi kế tiếp ông xây 2 phòng học. Ông qua Bà Rịa ông mời thầy giáo về dạy học, ông trả lương cho mở ma rí quá ở xã. Rồi ông có cái chợ cho cô bác mua bán. Rồi kế tiếp ông xây 6 dãy phố như vậy cho cô bác phương xa đầu hôm sớm mai về không có nhà ở thì ông cho ở. Rồi 3 năm khám phá rồi ông cho đất cất nhà, trả phố lại cho ông, không cho người khác ở. Hư thì nhà lớn sửa. Vậy đâu ông cất cái nhà lớn này chủ yếu dạy cho con cháu cùng cô bác anh chị tu theo nhân nghĩa lễ trí tín là đạo làm người, ăn ngay ăn hiền ở lành, là tu theo phép nước, cái gì nhà nước cấm là không được làm vậy thôi. Nghe cô ông bà cô ông mình gọi là ông nhà lớn. Tên con cháu không có cho biết tên ông. Dạ, gọi là ông nhà lớn thôi. Ông có công gì? Dạ, dạ, ông là người đầu tiên tới khai quang đất đây đó cô. Dạ. Hồi xưa kia ông ở Kiên Giang, Hà Tiên, ông mới về đây. Dạ. Hồi đó không biết, hồi đó mình biết nghe ông bà mình kể lại, nói ông ở Kiên Giang, Hà Tiên, ông về đây thôi. Ông về đây, ông khai phá. Dạ, khai phá vùng đất này, ông là người đầu tiên tới về đây. Dạ. Rồi sau này ông mất. Thì ông qua đời, ông về đây họ nhà ông sanh thì 1856. Rồi ông qua đời 1935. Dạ, ông hưởng thọ năm nay, hồi ông hưởng thọ là ông 79 tuổi. Nghĩa trang của ông ngoài kia cách đây 200 mét á. Dạ, vậy là đám giỗ của ông. Đám giỗ của ông vào 1920 âm lịch tháng 2. Dạ. Dạ qua rồi. Dạ. Dạ lớn. Lớn lắm. Rồi một lệ nữa là mùng 8, mùng 9 tháng 9. Hồi đó ông còn hiện tiền thì ông kính cầu an cho bá tánh dặn dân được mạnh đó cô. Cả nước được mạnh đó. Thì vào mùng 8, mùng 9 tháng 9 âm lịch của mình. Ở Long Sơn đây thì có nhà lớn đây có 2 lệ lớn nhất. Dạ. Vậy con cũng cảm ơn cô. Như vậy dạ. Là cũng nhiều lắm rồi đó chứ cô. Con nói không nói nhiều. Dạ cô. Cảm ơn cô nhiều. Hay là lần đầu tiên. Bởi dạ. Xa lắm. Dạ. Ở Long Xuyên Giang xa lắm đó cô. Mà tới đây hình như con đi đây được 2 lần. Dạ hả? Dạ. Con đi lần này là lần thứ 2. Dạ. Dạ. Mà cũng có chục năm mà con mới đáo lại nè. Dạ. Thì có dịp nào quý cô có thu xếp việc nhà gọn gọn vào 19-20 tháng 2 âm lịch về kỉnh dỗ ông cho biết. Dạ. 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 Chuyện nào có dịp thì đoàn con tới. Ở cái nhà chỗ phản trống này nè cô, che cái nhà đẩy cơm lên đẩy từ 3 ngày từ 7 giờ sáng đến 5 giờ chiều cái đám trống này đó. Dạ. Tới chừng đó đãi á. Thay cô bánh tét. Dạ. Con cũng dạ. Cảm ơn cô. Dạ.
Dạ. Quý cô dùng nước nha. Dạ. Dạ. Con cảm ơn cô. Dạ. Dùng nước lắm tới giờ rồi mời quý khách đi vô bên trong cho biết bên trong. Dạ. Cũng đang chờ hồi nãy dạ. Có cô kia có nói là khoảng 40-45 gì đó. Dạ. 2:50. Dạ. 2:50 hả? Dạ. 2:50. Dạ. Dạ. Chắc giờ bên trong đang kỉnh cơm ông, mình không vô được để cho nghiêm trang đang kỉnh ông. Dạ. 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 Cũng cảm ơn ông. Dạ. Cảm ơn cô nhiều. Dạ. Dạ. Rồi nè. Tí em xong rồi nha. Rồi cảm ơn cô. Đây mình đi qua đây mình chia sẻ cho các bạn xem nha. Cảnh này quá đẹp các bạn ơi. Bản quy định đối với khách vào tham quan nhà lớn. Oh, hello. Sunny D. Oh. Đây cây cảnh, cây này là cái cây gì không biết luôn nữa. Cô cây này là cây gì cô? Đẹp. Cây hoa dạ lan ha. Ờ đẹp quá. Cây này cây hoa dạ lan nè các bạn. Bông nó đẹp. Chị Phượng biết cây này cái gì không? Nghe phải không? Nghe phải không? Sao không nghe được? Tưởng đâu không nghe, không nghe người ta nói cho nghe. Cây hoa dạ lan. À, cây tên đẹp mà bông cũng đẹp. Giờ tôi quay không coi. Cây này là cây hoa dạ lan nè các bạn. Đó, bông đẹp mà cái tên nó cũng đẹp nữa các bạn. Không tên đẹp bông cũng đẹp luôn. Ở đây xung quanh là nhà lớn á, nhà lớn Long Sơn. Rồi tư vấn anh vậy anh giới thiệu đi. Hôm nay mấy anh chị em đồng nghiệp đi có dịp ghé ngang nhà lớn Long Sơn để tham quan nha các bạn. Giờ này muốn đi lên trên nhà lớn thì đã đóng cửa rồi lên không được các bạn ơi. Phá cửa rồi. Phá cửa rồi nên mình lên không được thôi. Vì mình xin phép quay vòng vòng ở ngoài nha các bạn. Đụng vô nó đâu có tắt đâu. Nó vậy á. Lên xe chưa đi lên. Đi vậy mấy chị ơi tranh thủ đi đi ra mấy chị ơi đi ra lên xe giờ này 3 giờ nè 3 giờ này mọi người đi tham quan rồi ghé đây nằm nghỉ luôn nè lỡ ra xe chị lên trên đâu kịp đâu. Lội ra xe lên trên phá cửa đâu. Lâu lâu mới có một dịp đi về nhà lớn Long Sơn quý cô chú và anh chị gắng ủng hộ hết mình đi nha. Ăn thử rồi nãy mình review rồi rất là ngon các bạn ơi. Ăn thử qua hết hồi nãy là mình có review rồi là guốc này ăn với bánh tráng là rất là ngon nha các bạn. Chỉ có nhà lớn Long Sơn mới có thôi nha. Đặc sản luôn. Đặc sản của Long Sơn là rồi, ngày mai là bà. Đó. Luôn ông này lên tấp đó. Chị em nửa ký. Cái nửa ký nè bồ ơi. Có một nè. Dạ. Ăn thử miếng đi cưng, ăn hết thao đây tới chiều tôi mua nửa ký. Bánh tráng này là khác. Chị ơi lấy xong bánh tráng ăn cặn. Ờ, bánh tráng này là sao anh? Bánh tráng này là có cần ăn chung với guốc không không? Tôi lấy bịch đó nửa ký. Ê các bạn nhớ ủng hộ nhiều nhiều mạnh tay vô các bạn ơi. Cô 40 cái này. Dạ rồi, cảm ơn. Không có lấy bánh tráng hả chị? Bánh tráng ngon lắm. Để về Long Xuyên mà hả? À, ăn riêng Long Xuyên rồi. Đúng rồi. Ở đây đặc sản là nó rất là thơm ngon. Cũng chị miền Tây, cũng miền Tây. Sa đéc hả? Có bà cô ở chợ một bánh tráng luôn bánh tráng hả? Bánh tráng em ơi bánh tráng ba chục lấy cho cái bọc này bỏ vô đi anh bán ở đây được bao nhiêu năm rồi?
Dạ mười mấy năm rồi anh. Gần 20 năm rồi hả? Ờ. Đây chị em ở đây mỗi người 1 ký hết trơn nè các bạn. À, giá bán mình bên đây bao nhiêu 1 ký chị? Quốc 120 ha. 1 ký rất là nhiều nha các bạn, chỉ có 120k thôi. Đó. 120k 1 ký nha các bạn. Ví dụ chị có mua nhiều chị gom lại gửi bên chị.